Sáng ngày 16 tháng 11 tại phường Thuận An, thành phố Huế, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng ảo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự cùng đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Bình, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang cùng lãnh đạo trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã trao tặng một nghìn bộ áo phao cứu sinh đa năng trị giá hơn một hai tỷ đồng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế mỗi bộ áo phao gồm có một áo phao nổi bằng vải sợi polyester một bộ quần áo giữ ấm bằng vải sợi polyester một phao nhựa một nón che đầu mặt và tay bằng vải polyester một đôi giày nhẹ bằng nhựa sử dụng dưới nước một kính mắt dùng che và bảo vệ mắt một đôi tất bằng cao su một đôi tất bằng vải cotton một coi bảo hiệu, hai cẩn cầm tay, một đôi bao tay cao su, một đàn pin và pin tiểu, tạm phân thực phẩm lương khô theo tiêu chuẩn lương khô của Bộ Quốc phòng. Lễ trao tặng nằm trong chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn để phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển tại 12 tỉnh thành phố ở miền Trung. Chương trình do nguyên chủ tịch nước Trương Thượng Sang và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân khi hành nghề đánh bắt xa bờ trên biển giúp người dân an tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế gia đình đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc